Chào, thích không? Mặt căng vậy. Mặt căng như dây đàn vậy con. Mặt căng như dây đàn vậy. Mẹ đưa mạnh quá hả? Chị nay về khỏi kêu ba chơi xích đu nữa nghe. Khỏi kêu ba bỏ vô cái rọ chơi xích đu nữa nghe. Giao vui không? Vui không mà sao không cảm xúc gì hết vậy? Vui không mà không cảm xúc gì hết trơn vậy? Đưa hồi ngủ luôn nè. Dù vậy mẹ đưa hồi ngủ luôn nè. Buồn ngủ rồi. Nhìn mẹ buồn ngủ lắm rồi. Nó buồn ngủ lắm rồi. Nó buồn ngủ lắm rồi. Nó muốn gục luôn cả đó. Thôi về nha. Mới đi ra chơi con chút xíu à. Mới đi ra con chút xíu mà buồn ngủ luôn rồi.